Sáng nay 29 tháng Chạp tại công ty Hoya Gradix Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Yên Mỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ công ty đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết Giáp Thìn 2024. Tại đây, gần 20 chuyến xe đưa hơn 1.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty đi về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình và Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn đón Tết cùng gia đình. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh động viên, chúc các công nhân lao động về quê đón Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc, đồng thời tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi trở về địa phương đón Tết và quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo đúng kế hoạch. Chương trình đưa công nhân, người lao động về quê ăn Tết được tổ chức và trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động kịp về quê đón Tết cổ truyền, đoàn tụ với gia đình. Qua đó góp phần chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.